Xin chào anh em nhé. Nay mình đến với anh em một siêu phẩm hàng của Đức, Estin 026. Rất chi là đẹp, đẹp, giá tốt cho anh em luôn. 026, hàng đi khai thác chuyên nghiệp, 48,6cc. Rất là đẹp anh em nhé. Làm này làm nhông, làm này cắt được 5 tấc anh em nhé. Năm tấc xích chung 325 mặt tiền đây. Đó, cam kết nguyên zin cho anh em nhé. Máy khá đẹp ha, hàng của Đức nha anh em. Estin 026, một thương hiệu đứng đầu thế giới về ngành kim khí này. Nói chung là Estin, nói chung hàng đến từ Đức thì mà nó lò lên kim nó thì anh em biết là nó đứng đầu thế giới rồi, chất lượng vô cùng, nó làm với siêu bền. Thì một con máy Estin này thì mình cũng không rõ là nó đời như tạo thường, nó sẽ có một cái tem ở đây thì mình sẽ biết là cái đời con này đời năm bao nhiêu. Thật ra thì năm để mình nói để cho anh em biết để có cái nhìn tổng quan thôi, nhưng thật ra thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là cái máy hiện tại bây giờ là nó như thế nào, và trải qua vài chục năm mà máy nó còn tốt như này là khá là ok. Đấy, máy móc thì mình cam kết với anh em nguyên zin. Con này bít tông của nó là 44 ly, dung tích xi lanh là tầm khoảng 48,7cc gì đó. Con này thì dùng cho những anh em đi khai thác cắt chuyên nghiệp, anh em sử dụng gia đình mà dùng con này thì nói chung hết sảy con bà bảy luôn, không phải suy nghĩ, không phải đắn đo. Anh em muốn nâng cấp lam thì anh em nâng cấp lam, mà không thì tùy. Và con này thì mình sẽ khởi động nổ tiếng máy cho anh em nghe, anh em trải nghiệm tiếng máy rồi mình báo giá ha. Anh em được thì gọi số điện thoại mình là 0974644973 chốt ha. Nhầm hết xăng ấy nhé, màu nổ nó dễ hết xăng lắm. Cạn xăng thật xíu rồi, yên tâm, máy móc tốt, nguyên zin, nổ ngon lành cành đào, rất là rát cho anh em. Để anh em kết thì alo số điện thoại của mình 0974644973. Và anh em mua hàng thì được tặng kèm 3 món đồ: đũa, buji, tiếp mở, bảo hành 12 tháng bao lột nòng. Và đặc biệt nữa là giá rất là tốt trong ngày hôm nay. Thì thông thường nếu anh em đem tìm hiểu một con máy 026 thì giá nó rất là cao, nhưng hôm nay mình sẽ bán cho anh em với giá rất là rẻ thôi, 4,7 triệu con máy này, 4,7 triệu thôi, 026 ha. Đó, anh em kết thì alo cho mình, rất là đẹp, giá chỉ 4,7 triệu thôi. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video, xin chào anh em.